Xin chào mọi người Chuyện gì vừa rồi xảy ra trong tiền điện tử Thì cái video này mình sẽ đi lại Gọi là quá khứ chút xíu Mình là Daniel tới từ tiền ở Canada Kênh về đầu tư Bitcoin Tiền điện tử hay nhất tại Việt Nam Trong nước và ngoài nước Ở đây mình cung cấp chức xám Về Bitcoin cũng giống như tiền điện tử Và không chỉ vậy nữa Mình cung cấp tín hiệu cho bạn để chốt đơn thì uh, vừa rồi mình có một cái phát trực tuyến là hồi uh, cách đây khoảng cỡ một ngày đây đây là cái phát trực tuyến và trong cái phát trực tuyến đó mình ngồi với anh em đâu khoảng có một tiếng 2 tiếng thì trong cái phát trực tuyến đó mình cho bạn những cái chức xám những cái rò rỉ ở trong tiền điện tử trong cái phát trực tuyến cách đây một ngày trời thì mình cho bạn uh, cái đó là hai ngày trời chứ không huh? ok bởi vì hồi tối hôm qua mình không có một phát trực tuyến thì là hai ngày trời thì trong cái phát trực tuyến đó mình cho bạn cái thông tin nghe vừa rồi là tất cả tiền điện tử cũng giống như bitcoin đóng băng thì mình nói về vài cái dự kiện nghe vài cái thứ rò rỉ trong tiền điện tử cũng giống như cái sự thư kiện của SEC, Ripple và XRP và mình nói nếu nó thắng, nếu XRP thắng thì nguyên cộng đồng tiền điện tử sẽ bay. Nó là một cái sự thắng của nguyên cộng đồng tiền điện tử chứ không riêng gì XRP, Ripple. Thì mình đã cho bạn những cái tín hiệu như vậy rồi, những cái sự rò rỉ như vậy rồi hai ngày trước. Và không chỉ vậy nữa, hồi tối hôm qua lúc XRP bắt đầu bay, thì mình nhảy lên cái phát trực tuyến um, 12 giờ 55 sáng, ok? Và mồi, mình ngồi với anh em ở ngoài xã hội tại vì lúc đó là mình chỉ thông báo chỉ qua 10 phút thôi và mình ngồi với anh em tới 1 2 giờ sáng gì đó chốt đơn cùng nhau. Mình chốt cùng nhau đầu hai mươi mấy phần trăm chỉ qua ít hơn một tiếng đồng hồ. Thì đó đây là cái nền tảng. Chia sẻ những cái thứ như thế. Chia sẻ những cái cái, cái 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 gọi là cái gốc cái 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 cái, cái gọi là cái cái giá nào là vô được và giá nào là giá nên xả nó dựa theo cả trăm 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 người tính toán về những con số đó thì hồi tối uh, có khá là nhiều anh em chốt đơn ok uh, thì đây là cái phát trực tuyến hai ngày trước bạn có thể coi ok để xác nhận đây là cái cũng là một cái phát trực tuyến nữa hồi hôm nay hôm nay một giờ sáng Ngày 1 giờ sáng 1 giờ sáng để bạn gọi là xác nhận tất cả những thông tin. Nhớ là trong cộng đồng tiền điện tử này không tin bất cứ một người nào ngoại trừ bạn có thể xác nhận tín hiệu của họ. Và đây là hai cái phát trực tuyến vừa rồi mình cung cấp nó hoàn toàn miễn phí cho bạn để xác nhận thông tin. Còn mà về về tín hiệu gọi là tháng này qua tháng nọ, ok? Thì để mình cho bạn luôn một cái video, đây là cái cách xác nhận tất cả những thông tin của mình. 6 tháng vừa qua Ok Những cái tín hiệu mình đã cung cấp cho gia đình thứ hai của mình Và mình đã giúp cả trăm trăm người chốt đơn Thì nếu mà Ai nói gì thì nói Đừng quan tâm Nghe với lời nói bởi vì ai cũng có một cái miệng để nói hết Nhưng mà nếu bạn không xác nhận được thông tin của họ Thì bạn không nên tin họ Thì nó là vậy Thì đây là cái video 16 phút để bạn xác nhận những cái tín hiệu mình đã cung cấp 6 tháng trời Bitcoin và Ethereum sự chính xác lên tới 90 95%. Nói thì nó hơi uh, không ai tin thì nó là vậy. Ok. Thì đây mình uh, vừa rồi thì hai cái phát trực tuyến đó bạn có thể đi đi lại chỉ có hai chỉ một cái thì một giờ sáng hôm nay, một cái thì hai ngày trước. Mình nói về XRP. Mình nói về cái sự thắng của nó nếu mà thắng thì nguyên cộng đồng tiền điện tử sẽ thắng thì nó là vậy, ok, uh, thì uh, thì bạn có thể đi coi cái cái phát trực tuyến này nghe để để gọi là xác nhận xác nhận uh, và bạn chỉ coi cái cái video 16 phút này để xác nhận xác nhận cái tín hiệu của mình trước khi bạn bỏ tiền cũ của, của mồ hôi sức lực bạn nhảy vào cái thị trường này để chốt đơn chốt đơn, ok, uh, màn hình kế tiếp là về cái Bitcoin Dominant mình muốn chia sẻ riêng gia đình thứ hai những cái người mà đăng ký cái nền tảng này tháng này qua tháng nọ thì cái chuyện này là chuyện cũ rồi mình đi cùng nhau đâu ở dưới đây nghe và vừa rồi đó là lúc mà bitcoin chiếm trong nguyên cộng đồng tiền điện tử lên tới 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 47.5 48.5 2 năm qua thì người ta nó chỉ có râu ria lên được một lần à. Có nghĩa là nó đụng nó chiếm được 47.8 48.5 là nó hồi lại. Ok, 1 2 3 4 5 lần hồi như vậy. Và vừa rồi mình đi cùng nhau như vậy lên tới đây thì nó vớ vẫn ở đây. Ok? Thì mình nói đó là một cái chuyện khá là bullish, khá là tốt. Và không chỉ vậy nữa nó đang tạo một cái hình hài W có nghĩa là xác suất là lên lên và lên. Và cuối cùng, nghe, bạn thấy những chỗ này nó chỉ có vớ vẫn được một lần là nó xuống lại. Ở đây nó tồn tại ở đây rất là lâu, đó là một tín hiệu khá là tốt. Và vừa rồi nó cũng đã bung nghe và mình đã cùng nhau chốt những cái cái đơn như vậy lên đây Ok thì mình nói cái vành đen này nó cũng nằm ở đây ít nhất cũng phải là 3 4 tháng trước nghe và cái sự đáp cánh của nó là con số là 51. Ok vừa rồi nó cũng lên râu ria hơn chút xíu cuối cùng nó cũng xuống lại 51 và mình đã nói là có thể nó xuống lại để những cái đồng khác nó đã bay nghe. Những cái tín hiệu như vậy mình đã chia sẻ ở cái trên cái nền tảng Twitter. Ok và những cái video mình chia sẻ. Thì vừa rồi nó đã rớt và tất cả những cái đồng khác đang bay. Riêng thằng Bitcoin thì không có bay cho máy. Ok vẫn dính trong cái tầm 29.500 và 31.500. Thì vừa rồi. Và cái 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 trường hợp này nó có thể đáp cánh ở những cái cây cái, cái cái này. Đây là phần trăm Bitcoin đang chiếm trong nguyên cộng đồng trong nguyên cộng đồng tiền điện tử. Ngay bây giờ Bitcoin đang chiếm 50%. Nó có thể đáp cánh những chỗ này. Nghe và từ đây xuống như vậy á, thì những cái đồng altcoin nó sẽ bay. Rồi để nói luôn là sau khi nó đáp cánh, ok, nó ăn uống đổ xăng ở nghỉ ngơi sau đó nó bay lên thì cái con da kế tiếp nó bay lên thì tầm đâu khoảng cỡ 57 58 là ở đây mình cho bạn luôn Ok và lúc nó bay như vậy tiền sẽ rót vô Bitcoin và lúc nó ngừng lại cũng giống như đây nó ngừng lại nó đi xuống đúng nó ngơi xuống lại xuống lại thì altcoin sẽ bay thì cái trường hợp nó như vậy chu kỳ nào cũng như chu kỳ nào nó không khác nhau nghe không khác nhau lắm Ok và đây là những cái chống lưng cho nó để quay đầu cái phần trăm Bitcoin chiếm trong nguyên cộng đồng tiền điện tử Riêng từ Bitcoin thì vẫn vậy nha Hồi hôm qua thì tất cả mọi đồng đều bay lên hai mươi mấy phần trăm Và mình và gia đình mình đã chốt đơn uh, Thì ở đây thì vừa rồi nó lên tới 31.500 31 cái okay, 31.500 và nó đập ở bên ở dưới đây là 29.500 Và vừa rồi cái nó lên tới đỉnh của nó là 31.800 Thì cũng là một cái kháng cự mình chia sẻ cho gia đình thứ hai của mình Ok là sau 31.500 thì 31.800 thì nó có sẽ ngừng Ok và tương lai này nó sẽ đi đâu ok thì nếu bạn muốn cập nhật những cái tín hiệu như thế thì bạn lên cái nền tảng này ok twitter và đây là cái tên của mình bạn có thể đăng ký để cập nhật tín hiệu để chốt đơn à, riêng đồng Ethereum. ok vừa rồi là cái con giá lúc mà nó vẫn còn đâu ở dưới đây nghe mình đã đưa cho bạn cái kháng cự là 20 000 hai mươi nghe xác suất là lên được tới đó vừa rồi nó lên được tới 1 một, một ngàn 960 1980 là ở đây. Ok là vừa vừa rồi. À, không phải ở đó xin lỗi bạn. Ok. Đầu đây. Ok là nó hồi lại. Ok mình đang nằm ở trong cái khung giờ. Ok. Là ở đâu đây cho mình xin lỗi. Ok. Đâu đây. Ok. Nó lên vừa rồi. Đây là lúc mà nó ở đây thì mình đã cho bạn cái điểm đỉnh này. Ok là 1 1960 1980 có thể là nó ngừng lại và nó cắn đúng như vậy sơ xuất như vài đô sau đó nó hồi lại. Ok thì mình đi đi cùng nhau rất xa nha tháng này có tháng nọ nhưng cái đợt vừa rồi là đây và vừa rồi cái con giá kế tiếp mình phải cắn là 20.020 và nó cắn đúng như vậy và nó quay đầu. Thì đây là những cái đau con giá mà mình cập nhật của cả trăm trăm cái đầu phân tích về nó. Ok, bởi vậy um, bởi vậy cái xác suất cái chống lưng và kháng cự của mình nó cực kỳ cực kỳ chính xác. Nghe, dựa theo dựa theo biết bao nhiêu bao bao nhiêu năm. Ok, nhưng mà mình chỉ bắt đầu cung cấp cho bạn 6 tháng vừa rồi. Ok. Riêng cái đồng uh, cái đồng Litecoin thì vừa rồi á, nó đã nằm ở trong một gọi lại là cái cái đầu và vai ok và đây là những thông tin mình đã cung cấp cho gia đình hai của mình cập những người nào cập nhật tín hiệu những người nào đang đã cập nhật tín hiệu đã đăng ký và cập nhật những cái thứ này ok nếu mình nói đúng ngay bây giờ lúc bạn coi cái video này bạn nhớ ghi một câu đúng 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 xác nhận chính xác chính xác giúp mình ok để cho mình lan tỏa những cái thứ thế ok tới những cái người nào mà chưa va chạm với với cái nền tảng tiền ở trên mình và những cái người mà ghi những cái câu hay ho như vậy á hay là nói là cái xác suất bao nhiêu bao nhiêu á, là những người thật việc thật ở ngoài xã hội mình không trả phí cho họ mình không uh, mua like hay là bất cứ một thứ gì vớ vẩn thì mình không làm những cái thứ thế ở đây mình chỉ dùng những cái tín hiệu mình đánh với bản thân của mình mình chia sẻ cho bạn để chốt đơn thì vừa rồi là nó một cái hình hài nhảy tới đây thôi thì mình nói là nó đang tạo ra gần giống như là một cái cái đầu và vai ok và xác suất nó bay lên á, thì nó bay lên khoảng có 104 ok và vừa rồi bạn có thể đo là lên đúng 104. Đây. 104. Bởi vì sao? Nếu bằng vẽ một cái đường nha, đây là một cái đường chỉ là gọi là cái neckline cái đường chỉ cổ của nó. Và nếu bằng vẽ một cái, cái 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 mọc đi xuống, ok, bằng lấy cái đó bằng chồng chức nó ngay chỗ cái đường đường cổ đi lên thì nó là 104. Và mình cũng chia sẻ cái thông tin đó cho bạn trong những người cho những người đăng ký cái nền tảng này để cập nhật tín hiệu để chốt đơn. Thì đó, nếu có ghi giùm mình có Ok, xác thực dùm mình. Ok, cảm ơn bạn. Riêng thằng ba này, Matic Ok. Đây là cái 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 con giá mình đã ghi trên cái bàn này cả bao nhiêu bao nhiêu cái video tập trước rồi. 0.71. Nếu nó cắn được 0.71 là đây. Đúng không? Thì đây mình vẽ một cái vành tròn. Nếu nó cắn được, nếu nó vừa vẫn giữ được 0 trên 0, 0 71 thì xác suất là lên lên và lên và cuối cùng nó cũng bay lên trên mây dựa theo cái thông tin của thằng XRP Ok um, Thì uh, vừa rồi Medic Polygon Đúng không? ADA Cardano Và cái đồng Solana là ba cái đồng bị gãy đầu Ok Và ba đồng đó đều bay lên trên mây Hồi tối hôm qua Ok Và những cái thông tin như vậy Nghe 0.71 mình đã chia sẻ cho bạn khá là lâu rồi Ok Và đã Đã có rất là nhiều anh em đã nhắn vô, đã chốt đơn, chốt đơn. Và bạn thấy cái con số 90 và 85 này nó nằm ở trên cái màn hình này cách đây cũng phải cả tuần trời hơn. Ok. Và vừa rồi, ok, vừa rồi hồi hôm qua thì nó cắn ở đâu? Nó cắn đúng cái con giá là 0. 0.8911. Ok là ít hơn đâu khoảng cỡ một vài xu vài cắt rồi nó hồi lại. Thì đây là những con giá nghe nó nó tốn rất là nhiều tiền để 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 để, để, để trả cho nó. Ok, gọi là thông tin, thông tin và thông tin. Thông tin là cái quý giá nhất nhất. Bởi vì vậy cái sự chính xác nó cao như vậy. Cái con số 90 sau đó nó hồi lại. Ok. Uh, riêng cái đồng XRP thì mình không có trên cái màn hình này nhưng riêng cái đó thì hồi tối mình đã làm cái phát trực tuyến đó lúc 2 giờ sáng thì bạn có thể coi nghe mình chốt đơn cùng nhau hai mươi mấy phần trăm chỉ qua uh, bốn mấy phút nha yeah, hai mấy phần trăm xrp ok nhưng tài khoản của bạn lên hai mươi mấy phần trăm có nghĩa là bạn có 100 đô thì vừa rồi thì bạn đã có được 125 đô ok nó là vậy à, ada đây nó cũng vậy cũng là thông tin thông tin cũ mình nói 0.305 nếu mà nó cắn được ở vành này đúng không dấu x sẽ đàng hoàng cho bạn ok cắn được ở vành này thì xác suất là lên lên và lên và cuối cùng nó cũng lên trên mây thì nó là vậy Ok. Uh, nó là vậy, để ý, để ý. Ok. Thì ở đây cái là cái nền tảng. Uh, những người nào mà vừa rồi cập nhật những cái đồng altcoin thì nếu bạn coi cái video này lại á, thì bạn có thể xác thực bên dưới cho những cái người không có đăng ký để biết những cái tín hiệu vừa rồi, cái sự chính xác nó như thế nào. Ok. Và mình cảm ơn, cảm ơn bạn trước. Và đây là cái nền tảng nha. Ở đây mình có rất là nhiều phục vụ uh, cái lựa chọn 1, lựa chọn 2, lựa chọn 3 lựa chọn 4 ok lựa chọn cho những người giàu ở đây nữa ok Chịu lựa chọn cho những người muốn tư vấn bạn có 50 tỷ ngàn tỷ Việt Nam này bạn muốn phân chia vốn của bạn ra một cách khoa học để coi lại nó nó sinh sôi nảy nở thì mình là cái người bạn nên liên lạc 1.000 đô la cho một giờ bạn phải đăng ký trước ok à, và nếu bạn chỉ muốn mua tín hiệu thôi không cần mua video À, bạn không có thời gian để coi video, bạn là một người bận rộn, bạn chỉ muốn mua à, cái con nào nên mua, giá mua và giá bán thì mình cũng có cung cấp như vậy, 50 USDT cho một mỗi cái tín hiệu, mỗi cái tín hiệu, ok. Và nếu bạn muốn coi những cái video của Ethereum và Bitcoin để chốt đơn thì chỉ có 300 300.000 ngàn, 300.000 ngàn một tháng để đăng ký, ok. À, có đó là riêng video của Ethereum và Bitcoin. Và nếu bạn muốn video của những đồng altcoin và bây giờ là cái thời kỳ altcoin đang bay thì nó là 400 ngàn 400 ngàn một tháng trời có nghĩa là một ngày đâu khoảng cỡ một, một ngàn, 1.000 mấy tiền Việt Nam một ngàn mấy tiền Việt Nam nếu bạn không có cái số tiền như vậy để đóng thì có nghĩa là bạn bạn không nên dính dáng vô cái trong cái thị trường này ok bạn mình đã tạo rất là nhiều nhu cầu ok mình đã giảm từ cái 50 USDT cho cái lựa chọn một đúng không à, thành 15 USDT ok giảm hơn hơn 1 phần ba hơn hơn 1 phần ba ok thì cho những người nào mà muốn có tự do tài chính thì bạn chỉ có những tháng tới đây một năm hai năm tới đây để thay đổi cái việc đó còn nếu bạn muốn bán thời gian cho đồng tiền thì tiếp tục làm những công việc bạn đang làm mình không biết khuyên như thế nào ngoài trừ uh, mình trình bày những cái 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 thứ vừa rồi mình đã làm cho bạn ok Phát trực tuyến hồi tối hôm qua mình chốt đơn cùng nhau 20%, 20 mấy phần trăm cùng nhau. Phát trực tuyến nha. Đây là cái video có thể xác thực thông tin. Xác thực thông tin. Ok. Cái sự chính xác 90-95% của Ethereum và Bitcoin như thế nào? Thì nếu bạn là một người đầu tư trong tiền điện tử. Đây là những tài liệu, những thông tin bạn nên quan, nên tham khảo. Sau đó gãi đầu. Sau đó quyết định. Thì nó là vậy. Uh, bạn có thể liên lạc với mình ở trên cái nền tảng này ok twitter chỉ có nền tảng này thôi twitter và ở tên đây và đây là cái chỗ bạn có thể, đăng ký ok đó là cái số zalo của cô nhân viên và cô nhân viên sẽ giúp bạn để đăng ký nhận tín hiệu hoặc nhận video để chốt đơn chốt đơn và chốt đơn mình tên là Daniel tới từ tiền Academy kênh về đầu tư Bitcoin tiền điện tử hay nhất tại Việt Nam ở đây mình cho bạn những chiếc xám À, trước khi những cái nền tảng khác cho bạn ok nó là vậy à, những cái thông tin mới những chức xám ok và không chỉ vậy mình cung cấp tín hiệu cho bạn để chốt đơn xin chào mọi người